cho anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chim đi Victor model là AXV8000. Đây là một trong những dòng âm đi độc lạ đến từ hãng Victor với thiết kế cực khủng. Trong này thì nó sẽ có cái giá xuất xưởng khá cao nha anh em, lên tới là 350.000 yên. Và trọng lượng của nó lên tới là 25kg nha, 490W. Và cái cấu hình của nó là nó đánh 14 sò sang ken, sang ken đôi 2 bit nha. Một trong những dòng pro với thiết kế rất là độc đáo nha anh em. Thoạt nhìn anh em sẽ nhìn nó là như những cái dòng âm ly thông thường nha, với thiết kế một cái màn hình là cực đẹp luôn ở phía trước này. Và ở phía dưới này, đây là một cái nắp cốp nha, anh em không thể nào mở ra bằng tay. Và ở đây nó là điều khiển bằng điện nha. Nó sẽ là hai cấp nha, một cấp là nó sẽ trượt ra để anh em có thể thay đổi cái ngõ vào, và một cấp là anh em sẽ trượt xuống để có thể điều chỉnh những cái chức năng cài đặt nha, chỉnh được equalizer, chỉnh bass chép nha. Dòng này thì nó sử dụng bộ da mã DAC DDM chất lượng cao, 192kHz 24bit. Và đặc biệt là mỗi kênh nó sử dụng cái bộ giải mã là CC Converter. Với cái bộ này thì nó sẽ giúp cải thiện thay đổi chất lượng âm thanh do kỹ thuật số nén, và nó sẽ tạo cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh khỏe, sạch sẽ và chi tiết âm thanh rõ ràng. Và nó sẽ rất là rõ khi mà ta bật mở cái chức năng CC Converter này. Và đối với dòng Victor thì như anh em đã biết, đối với một số cái dòng đồ đĩa cao cấp thì nó sử dụng là công nghệ âm thanh K2 của Victor JVC để mở rộng giải tần của đầu vào cái đường số, nó sẽ cho chúng ta cái chất lượng âm thanh khá là hay. Và đây là cái logo công nghệ K2 đây. Anh em tham khảo thêm trên mạng về cái công nghệ K2 này, thường được áp dụng trong những cái đầu đĩa cao cấp của hãng Victor JVC nha. Chất âm con này thì khá là hay nha anh em. Và nó đã được chứng nhận TX, thì chỉ những thiết bị có thiết kế tiêu chuẩn và trải qua những bước kiểm tra nghiêm ngặt của hệ thống thì mới đạt được chứng nhận này. Thì đối với con Victor AXV8000 này thì nó sẽ cao cấp hơn những cái dòng 5500 và V7000 nha. Và với cái con này thì nó sẽ có cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc trực tiếp từ Smart TV và analog trên nhạc từ đầu đĩa. Và nó sử dụng là mỗi âm thanh hai tụ lọc riêng biệt. Và con này thì sử dụng rất là nhiều tụ nhỏ nha, tổng cộng là 14 tụ. Và công suất âm thanh mỗi kênh là 150W nhân điều cho 7 kênh nha. Giải mã Motorola 24bit. Rồi về kích thước của con này, chiều ngang của nó là 445mm và chiều cao 177mm và chiều sâu của nó là 475mm. Trọng lượng cực khủng 25kg. Con này đẹp long lanh luôn nha anh em. Hai cái ốp mạ chrome cực kỳ sang trọng luôn, nắp trượt và máy về tình trạng là đẹp keng luôn nha anh em. Rồi, cực kỳ hiếm có con này đẹp như thế này nha, siêu hiếm luôn. Những cái dòng 7000, V7000, V5500 thì thỉnh thoảng vẫn có nha anh em. Rồi nó còn cả cái nắp đậy đây luôn, đây nắp đậy đây, V mạ vàng luôn nha, công nghệ là K2. Rồi con này thì vẫn có chế độ là on set stereo, anh em có thể chơi nhạc cùng lúc là 7 loa luôn nha. Và đối với cái điều khiển của nó, đây là khiển học nha, em đã học được từ cái khiển zin, có thể chỉnh full được các chức năng của máy luôn, chỉnh bắt chép phía trước máy luôn. Rồi các phím là từ số 1 đến số 9, đó là các ngõ vào nha. Và đây là cái menu để có thể chỉnh lever nè, rồi chỉnh khoảng cách nè, lever nè. Tính tép tôn nè, em đã tăng lên hết rồi nha, cộng 10. Rồi suột nè, nhấn suột nha để ta thay đổi nè, EQ nè. Rồi giải tần cho bass nè, anh em có thể tăng giảm mũi tên ngang nha. Rồi mũi tên xuống là volume của bass nè, tăng volume lên. Rồi mũi tên xuống nè, giải tần cho mic. Rồi volume của mic nè, giải tần cho chép nè, volume chép nè. Rồi tăng volume chép lên nha. Chép đang là 10kHz, em sẽ giảm chép lại nha. Rồi chỉnh được là 12 là 16 nè. Nhỏ nhất của nó là 4kg nha. Rồi anh em chỉ việc nhấn nút sụt. Rồi ta nhấn mũi tên trái phải để thay đổi giải tần, và mũi tên lên xuống để thay đổi cái loại điều chỉnh như là chép nè, level chép nè, bass nè. Rồi nhấn sụt một cái để trở ra nha. Rồi đây là lựa chọn để tắt mở CC Converter đây, lúc này nha.
Rồi nút phía dưới này là để lựa chọn các chế độ âm thanh. Anh em nhấn nhiều lần để lựa chọn chế độ nha. On Set Stereo thì nó cũng tương tự như là chế độ là DSP nè. DSP phía trước máy nha. DSP On Set Stereo. Rồi em sẽ test âm thanh nha. Hoặc là anh em muốn sử dụng là Surround DSP Off thì ta sẽ sử dụng chế độ hai kênh nè, Surround Off nè. Rồi chế độ đa kênh, nghe nhạc nhiều kênh nè. Anh em chú ý mẹ khi mà ta nhấn nút chuột để chỉnh bass chép nè. Rồi ở đây thì anh em nếu mà nhấn mũi tên lên xuống á, thì nó sẽ thay đổi là vị trí là lo bass chép từng kênh luôn nha. Em đang chỉnh cho lo chép là lo phong nha. Đây, nhấn mũi tên lên xuống nó sẽ chỉnh AQ cho center, cho lo phong, surround, surround bass nha. Rồi em sẽ trở về mũi tên lên là chỉnh cho AQ, lo phong, mũi tên lên nè. Rồi mũi tên xuống nè để chỉnh volume bass nè, mũi tên xuống nè chỉnh tần số mic nè, mũi tên xuống volume mic nè, mũi tên xuống là chép nè, giải tần cho chép nè. Rồi cái giải tần thấp hơn thì nó tiếng chép nó sẽ sáng hơn nha. Rồi ta nhấn chuột một lần nữa để có thể thoát cái chức năng là chỉnh bass chép. CDR đang kết nối với cổng quang nha. CD cộng analog. Rồi ta vẫn có thể điều chỉnh phía trước máy nha. Adjust menu nè, AQ phong nè, set nè, rồi mũi tên mid nè, chép nè, rồi tăng giảm ở phía dưới nha. Đây. Rồi tăng bass lên xíu nha. Exit để thoát ra, exit thoát ra. CC Converter tắt mở nha. Rồi thử CDR nha. CDR cổng quang. Chính nha. Ở đây em đang sử dụng là loa phong 1 nha anh em. Loa center. Loa surround. Loa surround back. Và như vậy là ta sử dụng là 7 loa hoạt động ok nha. Và đây là trở kháng yêu cầu của nó là từ 6 âm cho tới 16 âm. Và đối với loa surround cũng vậy nha, từ 6 ohm cho tới 16 ohm, khi mà đánh loa A1 cộng 2 thì phải từ 12 ohm cho tới 32 ohm nha. Cấu hình cực khủng luôn, toàn bộ sắt cắm mạ vàng nha. Đây là cổng CDR nha, tín hiệu từ Smart TV nè. Rồi cổng analog cho nhạc từ đầu đĩa. Rồi con này vẫn có real nha anh em, đây là khu vực real đây.
Rio La Phong nè, loa sắp điện nè, center nè, Victor AXV8000 điện áp 100V công suất là 490W nha. Cặp loa bắp chuối cao cấp thường được áp dụng trong những cái dòng loa âm ly high end nha, như là dòng đền nông nè, ma răng nha. Rồi máy đẹp long lanh luôn, siêu hiếm cho một chiếc âm ly, rất là đáng sở hữu và sưu tầm vậy nè. Rồi như vậy là em đã test đầy đủ tất cả các chức năng của máy nha. Rồi em lựa chọn là speaker 1, speaker 2 nè, chức năng thu nè, các chế độ âm thanh nè, 1, 2, 3, 4 nè, 5 nè, chế độ âm thanh nè, analog direct. Rồi các chức năng để điều chỉnh nè, chỉnh cho EQ nè, set nè, enter nè, đó, button là để thay đổi nè. Rồi exit để thoát ra. Phía dưới là chức năng cài đặt nha. Dimmer, open door, siêu hiếm một dòng âm ly cao cấp đến từ hãng Victor. Riêng cái phần giá mã DAC anh em sử dụng nữa là để làm giá mã DAC K2 thì cũng rất là đáng đồng tiền nha. CC converter, điều khiển chỉnh full chức năng luôn nha, học trực tiếp từ cái điều khiển dinh theo máy luôn. Đây khiển nha, chỉnh full chức năng nha. Rồi với chiếc âm ly Victor AXV8000, dòng âm ly khủng long 25kg, công suất 490W. Anh em có thể chơi nhạc mạng trực tiếp từ Smart TV, cộng analog chơi nhạc từ tàu đĩa nha. Để làm giải mã DAC K2 xịn sò luôn. Bộ giải mã nén CC converter, cải thiện chất âm rất là đáng kể nha. Và với chiếc âm ly Victor AXV8000 thì em sẽ bán với giá là 5.800.000 đồng, giá trị bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.